Anh ơi, anh có cách nào kiếm giùm ba em có được không? Em lo lắm. Lần cuối cùng cô liên lạc với ba cô là lúc nào? Dạ, là 9 giờ tối, ngày thứ tư, khoảng 2 tuần trước. Rồi từ bữa đó, ba em cũng không có gọi về. Mẹ em gọi cho ba hoài cũng không được. Em cũng đã hỏi bạn bè của ba rồi, mà người ta nói không ai biết ba em ở đâu hết. Anh ơi, có khi nào ba em gặp tai nạn gì không anh? Cô cứ bình tĩnh đi, đừng có quá lo lắng. Có khi sự việc không có xấu như cô nghĩ đâu. Lần sau cùng ba cô gọi về, cô thấy có gì lạ không? Dạ không. Ba em hỏi thăm mọi chuyện ở nhà, rồi căn dặn chuyện này chuyện nọ. Rồi ba em còn gọi điện cho anh Trơn, nói là nhờ anh Trơn chạy qua coi giúp nhà em, chứ em ở nhà một mình sợ em buồn. Trơn, Nội, con nói thiệt cho nội biết đi, chuyện mất tích của ba con Tiên là sao? Hôm sau là sao nội? Thì con cũng biết giống như nội thôi. Thì chắc là bác hai buồn chuyện của má Tiên mất, cho nên đi đâu đó chơi giống như là nội nghĩ vậy thôi. Không, nội nói như vậy là để cho con Tiên nó yên lòng, chứ thiệt ra trong lòng nội, nội không nghĩ như vậy. Theo nội thấy, ba con Tiên là cái người mà đã hết lòng tôn trọng vợ con. Cho dù vợ nó có chết, nó có buồn, cũng không thể nào bỏ đi mà không liên lạc với con mình được. Bởi vì cái chuyện làm ăn phải đi xa thì chắc chắn là phải điện thoại cho con Tiên thường xuyên chứ, để ráng thu xếp sớm quay về. Thì con ơi, cái chuyện này không bình thường một chút nào hết á. Em chào chị. Chị cần giúp gì ạ? Em tới đây để nhờ chị giúp giùm. Đón xem Vòng Tròn Tội Ác phát sóng vào lúc 19:45 hàng ngày trên kênh SCTV 14.